Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ, tuổi Nhâm Dần sinh 1962 ôm lộc trời cho, nghèo khó mấy cũng đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 trở mình giàu sang, phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, những tháng cuối năm 2024 âm lịch đã lặng lẽ đến, khiến chúng ta chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh. Cô bác có cảm thấy như bao khó khăn, lo toan của cuộc sống dường như vẫn còn đè nặng trên vai, từ đầu năm đến giờ có lẽ cô bác đã không ít lần cảm thấy mệt mỏi và bất an. Phải đối mặt với những thử thách, khó khăn mà đôi khi tưởng chừng như không thể vượt qua, có những ngày u tối, những giấc mơ chưa kịp chạm tới đã vượt qua. Cuộc sống thật sự đôi khi quá khắc nghiệt phải không cô bác? Nhưng trong những lúc tưởng chừng như không còn hy vọng, điều bất ngờ nhất có thể sẽ đến trong video ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải về những vận hạn và cơ hội đặc biệt dành riêng cho cô bác tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này, liệu rằng sau những ngày tháng khó khăn, cô bác có cơ hội gặp được may mắn và tài lộc hay không? Liệu rằng điểm báo lớn về lộc lá liên tục xuất hiện có thực sự mang lại bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cô bác, để rồi những tháng cuối năm này muốn nghèo cũng khó? Vậy thì xin mời cô bác hãy cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Trước tiên sẽ là tổng quan tử vi trọn đời của con giáp tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong 12 con giáp, tuổi Nhâm Dần sinh 1962 là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân dã là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị du khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình, đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì thì trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồng cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin.
Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báo của bậc quân vương. Nhâm Dần là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo. Nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy. Ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người. Họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, mệnh chủ hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cẩn. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ, phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành xử để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số mệnh chủ tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhâm Dần sinh 1962 có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những năm khó khăn nhất của bản mệnh tuổi Nhâm Dần là các năm ở độ tuổi như lúc 25 tuổi, 37 tuổi, 44 tuổi và 50 tuổi. Vào những năm này, bản mệnh thường hay bị hao tài, bệnh tật, cho nên tránh không làm ăn lớn hoặc không nên kết hợp làm ăn với người khác và cũng không nên thực hiện những việc có tính cách mà nó quyết định cho vận mệnh. Về đường công danh và sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần có phần tốt đẹp vào thời kỳ trung vận. Vào thời kỳ này thì phần gia đạo được đầy đủ và nhiều êm ấm, điều này có thể tạo được một cuộc sống hạnh phúc trọn đời với bạn đời của mình. Sự nghiệp và công danh của Nhâm Dần cũng sẽ được vững chắc và gặp khá là nhiều thuận lợi. Từ 63 tuổi trở đi, tiền bạc cũng được dồi dào hơn, cuộc sống cũng trong sự sung túc và ấm no hơn. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn,
Đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Càng lớn tuổi, kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ đầu tư, sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dốc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc nên sự nghiệp chóng tàn, phải buông ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Quý khán giả thân mến, người tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong cuộc đời họ, những khó khăn và thách thức giống như những cơn sóng lớn không ngừng ập đến thử thách lòng kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần của họ. Có lẽ điều đặc biệt ở những người này chính là khả năng đối mặt và vượt qua mọi chông gai, biến chúng thành động lực để trưởng thành hơn. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, không ít lần họ đã phải gồng mình để vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể. Có thể là những giai đoạn khó khăn trong công việc, khi mà những nỗ lực không được công nhận và áp lực từ cấp trên đè nặng lên vai. Nhâm Dần với tinh thần mạnh mẽ, không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, họ lao vào làm việc, cống hiến hết mình và đôi khi phải trả giá bằng cả sức khỏe và tinh thần. Có những đêm trắng không ngủ khi suy nghĩ về các dự án dang dở, về tương lai không chắc chắn, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và đơn độc. Tuy nhiên trong những lúc như vậy, họ cũng học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn. Họ hiểu rằng cuộc sống không bao giờ công bằng và đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà mình mong đợi. Những lần thất bại, những khoảnh khắc chao đảo trong sự nghiệp đã giúp họ trưởng thành hơn. Họ biết cách rút ra bài học từ những sai lầm và đó chính là động lực để họ tiếp tục vươn lên. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch chính là một giai đoạn thú vị và đầy thách thức dành cho những người tuổi Nhâm Dần. Sự tác động của tứ hành xung tạo nên một bầu không khí căng thẳng, khiến bạn phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình và môi trường sống xung quanh. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng như chuyển đổi chỗ ở hoặc thay đổi công việc. Những sự thay đổi này có thể gây ra không ít lo lắng, nhưng hãy nhớ rằng chúng cũng mang đến cơ hội để bạn tái cấu trúc cuộc sống của mình trong thời gian này. Điều quan trọng là bạn cần dành thời gian để tự suy ngẫm và đánh giá lại bản thân. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng khả năng và hạn chế của mình. Thay vì dựa dẫm quá nhiều vào người khác, sự tự tin và tinh thần tự lập sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Cuộc sống đôi khi đưa ra những thách thức để chúng ta nhận ra giá trị của chính mình. Hãy xem đây như một cơ hội để trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, sự hiện diện của Nguyệt lệnh lâm thai trong thời điểm này có thể tạo ra những rào cản về tư duy. Mặc dù bạn là người có khả năng và chăm chỉ, nhưng lối tư duy theo thói quen có thể khiến bạn khó nắm bắt được những cơ hội tiềm năng. Điều này có thể làm bạn cảm thấy bế tắc và khó khăn trong việc phát triển mạnh mẽ. Hãy thử nghiệm với những cách tư duy mới mẻ, mở rộng giới hạn của bản thân và khám phá những khía cạnh mới của cuộc sống. Chỉ cần bạn can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ phát hiện ra những chân trời mới đầy hứa hẹn. Đừng lo lắng, bởi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này cũng mang lại cho bạn những cơ hội thăng tiến đầy hứa hẹn. Với sự ảnh hưởng tích cực từ thiên đức cát tinh, nếu bạn biết chớp lấy thời cơ, có khả năng cao bạn sẽ gặt hái được thành công trong công việc. Những cơ hội thăng tiến có thể đến từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng hoặc từ những sáng kiến mà bạn đề xuất. Hãy tự tin vào khả năng của mình và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ dẫn bạn đến những đỉnh cao mới. Đặc biệt,
Thời điểm này cũng mở ra nhiều cơ hội phát tài, phát lộc cho tuổi Nhâm Dần. Nếu bạn đang khởi nghiệp, đây chính là thời điểm vàng để bạn tìm ra hướng đi đúng đắn, tạo dựng được những mối quan hệ kinh doanh bền vững và mang về doanh thu ổn định cho công ty. Hãy dành thời gian để xem xét và lên kế hoạch cho những dự án tương lai. Đôi khi sự thay đổi trong tư duy và cách tiếp cận sẽ mang đến cho bạn những nguồn cảm hứng bất ngờ. Cuối cùng hãy nhớ rằng, mọi điều trong cuộc sống đều có thể xảy ra, dù cho có những khó khăn, thử thách, hãy luôn giữ vững tâm thế tích cực và tin tưởng vào chính mình. Bạn là người nắm giữ chìa khóa cho tương lai của mình. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ là cơ hội để bạn chứng minh bản lĩnh và khả năng của mình. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ mang đến những sắc thái đa dạng trong chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Dần. Trong đó có cả những thách thức và cơ hội do sự tác động từ ngoại cảnh. Bạn có thể gặp phải một số vấn đề trong đời sống tình cảm, khiến tâm trí bạn thường xuyên bị lôi cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ. Những kỷ niệm và nỗi đau xưa cũ có thể trở lại, làm cho bạn cảm thấy bất an và lo lắng. Để vượt qua giai đoạn này, điều quan trọng là bạn cần phải phân định rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại. Hãy học cách chấp nhận những gì đã qua và cải thiện những hiểu lầm có thể tồn tại. Việc này không chỉ giúp bạn giải tỏa những áp lực mà còn tránh được những mâu thuẫn không đáng có trong chuyện tình cảm. Đừng để những kỷ niệm xưa chi phối cuộc sống hiện tại của bạn, mà hãy mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Ngoài ra, việc tự chăm sóc tâm hồn của mình cũng rất cần thiết. Hãy tìm cách làm dịu những lo lắng và áp lực nội tâm mà bạn đang phải gánh chịu. Sự tự chăm sóc không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà còn tạo ra một không gian tinh thần tích cực, từ đó cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Trong thời điểm này, bạn cũng nên đầu tư nhiều hơn vào tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để gắn kết với cha mẹ, con cái và anh chị em. Hãy dành thời gian bên họ, chia sẻ những câu chuyện và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Giai đoạn này hứa hẹn mang lại những cảm xúc ấm áp và giúp bạn tìm kiếm được những mối quan tâm mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng và không nên dễ dàng bị cuốn vào những ảo tưởng hay kỳ vọng quá cao, nhưng mong đợi không thực tế có thể dẫn đến thất vọng. Hãy giữ cho trái tim bạn mở rộng, nhưng đồng thời cũng hãy giữ vững lý trí, tránh để những ước mơ trở thành gánh nặng cho chính mình. Tóm lại, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ là một hành trình khám phá trong lĩnh vực tình cảm của tuổi Nhâm Dần. Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự quan tâm không chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mà còn là những hành động thực tế mà bạn dành cho những người thân yêu. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch đối với người tuổi Nhâm Dần, thời điểm này mang đến những tín hiệu tích cực về sức khỏe. Ngũ hành tương sinh đang vận hành hài hòa, giúp sức khỏe của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Có thể bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân và điều này đã dẫn bạn đến việc xây dựng những kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với nhu cầu của chính mình. Rất nhiều người trong số bạn đã có những bước tiến ấn tượng trong hành trình cải thiện vóc dáng. Mục tiêu giảm cân mà bạn đặt ra không chỉ được hoàn thành, mà còn mang lại cho bạn sự tự tin và niềm vui mới trong cuộc sống. Sự thon gọn và vóc dáng cân đối không chỉ là kết quả của sự cố gắng, mà còn là biểu tượng của sức khỏe và năng lượng tích cực. Bạn sẽ thấy mình không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn tràn đầy sức sống, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu tích cực, bạn cũng cần lưu ý đến tình hình sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi trong gia đình. Thời điểm này, sức khỏe của họ có thể gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là người lớn tuổi rất dễ gặp phải tình trạng mạch máu khó thông suốt. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Hãy chăm sóc và chú ý đến chế độ dinh dưỡng của họ, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Đồng thời, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng vô cùng quan trọng. Đảm bảo rằng bạn có các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và người thân.
Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn tạo ra cảm giác an tâm cho cả gia đình. Tóm lại, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ là một giai đoạn thú vị đối với sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Hãy tận hưởng những thành quả mà bạn đã đạt được, đồng thời chăm sóc những người xung quanh mình. Sự chú ý và tình yêu thương dành cho sức khỏe không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần tạo dựng một môi trường sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi người. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận trình của người tuổi Nhâm Dần mở ra một bức tranh đầy hứa hẹn về sự nghiệp. Đây là thời điểm mà sự khéo léo và tài năng giao tiếp của bạn sẽ được phát huy tối đa, những mối quan hệ với đồng nghiệp, tiền bối và khách hàng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc. Nếu bạn biết cách tạo dựng và duy trì những mối quan hệ này, thì thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm việc ưng ý. Khung cảnh công việc của bạn sẽ trở nên ổn định hơn với cơ hội để bạn mở rộng mạng lưới xã hội. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm những kết nối mới. Không chỉ trong công việc mà ngay cả trong đời sống tình cảm, thời điểm này cũng sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để gắn kết và thắt chặt mối quan hệ với những người xung quanh. Hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác, vì rất có thể bạn sẽ tìm thấy những đồng minh giá trị trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, bạn cần phải lưu tâm đến việc điều tiết kế hoạch và thời gian của mình. Đừng để khối lượng công việc dồn dập khiến bạn cảm thấy rối rắm và mất kiểm soát. Hãy học cách lập kế hoạch rõ ràng và phân bổ thời gian một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về công việc và có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình. Sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách mà bạn có thể gặp phải. Sử dụng tư duy, lý trí để đánh giá tình hình thực tế và tìm kiếm những hướng đi thuận lợi cho bản thân. Mỗi quyết định bạn đưa ra trong thời gian này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và hành động với quyết tâm. Tóm lại, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tuổi Nhâm Dần cần phát huy hết năng lực của bản thân, xây dựng các mối quan hệ và điều chỉnh kế hoạch công việc một cách khéo léo. Hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới, vì thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là một thời điểm đầy hứa hẹn cho tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Sự xuất hiện của chính tài mang đến một luồng sinh khí mới khiến tài chính của bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn nên cân nhắc những cơ hội đầu tư có lợi. Vì khả năng sinh lời cao đang chờ đợi, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tài chính, bạn cũng cần chú ý đến việc quản lý cảm xúc của mình. Tứ lục bay về phương Tây Bắc nhắc nhở bạn rằng, kiềm chế là một yếu tố quan trọng trong việc chi tiêu. Dù cho thu nhập của bạn có cao hay thấp, điều cốt yếu chính là bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Hãy nhớ rằng, việc sở hữu nhiều tiền không có nghĩa là bạn có thể tiêu xài thoải mái. Sự khôn ngoan trong chi tiêu sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn cho bạn trong thời điểm này. Hãy đặt ra các kế hoạch chi tiêu rõ ràng và cụ thể. Đừng để bản thân bị cuốn theo những cơn sóng mua sắm nhất thời. Việc mua sắm không kiểm soát có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có, khiến bạn lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, sự thận trọng trong chi tiêu là chìa khóa để duy trì sự ổn định tài chính. Ngoài ra, hãy tận dụng thời điểm này để suy nghĩ về các chiến lược đầu tư dài hạn. Nếu bạn có ý định đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc các lĩnh vực khác, đây có thể là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa kế hoạch của mình. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ những chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Tóm lại, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần cơ hội tài lộc tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sự khôn ngoan và kiềm chế trong chi tiêu sẽ là yếu tố quyết định cho sự thịnh vượng, bền vững trong tương lai. Hãy hành động một cách thông minh và sáng suốt, để tài chính của bạn không chỉ sáng rực trong thời điểm này mà còn phát triển vững bền trong những tháng tiếp theo. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi.
màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Tuần này sẽ mang đến những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Nhờ những nỗ lực trước đó, bạn có thể nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc được giao những nhiệm vụ quan trọng. Đây là thời điểm để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp của mình. Hãy tự tin chia sẻ ý tưởng của bạn và bạn sẽ thấy rằng người khác sẵn sàng hỗ trợ bạn. Về sức khỏe, bạn có thể sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống. Hãy tận dụng thời gian này để tham gia vào các hoạt động thể chất hoặc các sở thích cá nhân. Tuy nhiên, hãy tránh làm việc quá sức vì bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi nếu không biết điều chỉnh hợp lý. Trong cuộc sống tình cảm, sự kết nối với người thân sẽ được củng cố. Những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc cùng nhau sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp. Nếu bạn còn độc thân, đây cũng là thời điểm tốt để mở lòng tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy nhớ rằng, sự tự tin và thái độ tích cực sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần một cảm giác trọn vẹn và thỏa mãn. Bạn có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong cả công việc và đời sống cá nhân. Những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm tốt để bạn xem xét lại những mục tiêu của mình và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo trong tương lai. Về sức khỏe, hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt mà bạn đã hình thành trong thời điểm này. Chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn giữ vững sức khỏe. Đây cũng là thời điểm tốt để kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo rằng bạn đang ở trong trạng thái tốt nhất. Về mặt tình cảm, bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ của mình trở nên sâu sắc hơn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian cho nhau, tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn độc thân, hãy cởi mở với những mối quan hệ mới. Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, tuổi Nhâm Dần sẽ trải qua một hành trình phong phú với nhiều cơ hội và thách thức. Hãy tận dụng những khoảnh khắc tích cực và chăm sóc bản thân cũng như những người xung quanh. Sự cân bằng trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn một thời điểm thật ý nghĩa và trọn vẹn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Nhâm Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Nhâm Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ quy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Thiềm thư phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bàn thờ thần với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thư phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ. Khi thỉnh tượng thiềm thư phong thủy, gia chủ Nhâm Dần nên lưu ý quay đầu tượng hướng vào bên trong hay hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc, đón phú quý vào nhà. Tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng, phù hợp với tuổi Nhâm Dần, thích hợp với các vị trí từ trong nhà, nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân, người buôn bán ưa chuộng, bởi người ta tin rằng tỳ hưu là linh bậc chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhả, tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt.
Đặc biệt, Tỳ Hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điềm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh quyển, mang ý nghĩa với con người cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh gia chủ sẽ có khả năng trấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những vận hạn xấu và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì nhà sang. Chính vì nằm trong bộ tam hợp, nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Nhâm Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, người tuổi Nhâm Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Dần sinh 1962 đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị. Ngựa là linh thú đứng đầu trong các loài thú lành. Ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Nhâm Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt. Dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin sẽ được thần phò trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài thì gia chủ Nhâm Dần nên chọn tượng thần tài mạ vàng sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy. Thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Nhâm Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời, thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn, mọi sự thuận lợi. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, có những thứ bạn càng mong bạn càng bị vượt khỏi tầm tay và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên tốt hơn mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có, sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách, nên dù có chăm chỉ, nỗ lực nhưng không đúng chỗ thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là 4 nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì. Ngay cả việc hỗ trợ ai đó, việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm, là hành động tốt đẹp dù nho nhỏ cũng đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ đợi khi nào mình thật giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng. Tiền bạc, đọc qua bài viết khi nào có thể giúp người đủ để bất ngờ khi tìm ra câu trả lời, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu. Nhưng bạn nên hiểu rằng, nếu bạn muộn phiền, dằn vặt, đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất, chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên, không nên như những kẻ khát khao giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc. Họ đâu biết rằng, nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó, tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đội nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng, giàu có mới có khả năng làm phước, nhưng không phải vậy. Chúng ta phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi giận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích. Chúng ta giúp người giúp đời, còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội chúng ta tồn tại trên đời này, là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ, thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Khi chúng ta thấu hiểu lòng người,
biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng mình nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi, vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử, trong khi đó có người sinh ra lại là con của một người ăn mày. Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt. Ở kiếp này, những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái vết này là sự sám hối, âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây, vì thế, ở hiện tại cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm ở hiện tại. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.